Triple kill! Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Mình là NMH đấy. Thì trong clip này mình sẽ làm về vị tướng xeo cá nhá. Lời đầu tiên thì cháu gửi lời chúc đến toàn thể anh em có một ngày thật là vui vẻ và leo rank thành công. Trong trận đấu này thì mình cũng có đứa em hồi đại học ấy, cũng ra trường khá là lâu rồi. Mình thì 8 năm, còn em kia thì 7 năm rồi. Thì cũng chơi liên quân nên là thỉ thoảng thì giao lưu đôi trận. Chúng em kia thì ít chơi anh em ạ. Thỉ thoảng thôi. Do là rank đánh thấp nên là mình cũng phải xuống nói chung mức rank tinh anh để chơi cung. Chứ không chỉ tránh hàng thì sẽ không chơi được. Lần này thì mình cầm xạ thủ xéo cá. Lâu rồi chứ làm về xéo cá nên là mình cũng cầm xéo cá luôn. Hiện tại thì mức rank tinh anh thì cũng khá là dễ chơi rồi. Nói chung anh em chỉ cần hiểu về lối di chuyển và cái cách lên đô, và hiểu về chất tướng một tí thôi. Không đòi hỏi gọi là quả cáo thì anh em vẫn gọi là leo lên cao thủ dễ dàng rồi. Tất nhiên thì game đó là game 5 năm nên là cũng phụ thuộc đó là vào đồng đội nữa. Đồng đội mà chơi ổn thì anh em cũng sẽ dễ chơi hơn. Còn đồng đội mà chơi không ổn thì cũng chắc chắn thì cũng sẽ khó hơn rồi. Đó là điều đương nhiên. Và trận đấu này thì mình gặp combo bên kia khá là khó chịu ấy. Van Heo kết hợp thêm với Alester thì có khả năng khống chế băng, đó là cái chiêu cuối ngục tu vĩnh hằng rất tốt. Tất nhiên thì mình cầm xeo cá thì lợi thế là trải tay dài hơn so với đó là kêu chiêu cuối của Alester. Nên là khi mình dừng đó là chiêu cuối như thế này bắn thì anh em thấy thì tem địch phải lui về hết. Một phát tốc biến và sử dụng chiêu cuối ngục tu vĩnh hằng của Alester. Mình thì cũng đang được xả thật hướng, nhưng mà HP tại mình thì đã phải lên bảng điểm số rồi. Rồi, hiện tại thì Van Heo xả thật hướng, nhưng mà cây trù này thì chưa có phần thứ 4 nên nó cũng chưa quá ảnh hưởng nhiều. Thì trong trận đấu này mình cũng sẽ phân tích cho anh em về chất tướng xeo cá cũng như trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho vị tướng này. Thì anh em cùng mình theo dõi. Và nếu cảm thấy clip này hay hữu ích thì đừng quên để lại cho NMH một like, một đăng ký kênh Đồ Tinh Thần nhá. Ok, bạn này thì mình xả phát thướng. Và sau khi gọi là SP tem bên bàn khóa SP tem bên mình thì mình đó là xả phát thướng một cách free. Không những ăn được màng của SP tem bên địch mà còn ăn được màng của nào và tem bên bàn sau khi bắt mình không thành công. Có cái búa xanh dưới chấn nữa thì giúp mình đó là sẽ hồi chiếu tổ hơn và không sợ hết năng lượng. Về phần chiêu thức của vị tướng xeo cá thì mình sẽ là phân tích cho anh em cụ thể như sau. Chiêu thức thứ nhất, anh em kích hoạt thì sẽ tăng tốc độ di chuyển, và nội tài của vị tướng này đó là giúp đó là xeo cá tăng thêm công vật lý.
Còn chiêu thức thứ hai thì xéo cá rẻ đó là bỏ min vào vùng chỉ định. Thì mục tiêu mà dầm phải thì sẽ bị chịu sát thương, làm chậm tốc độ di chuyển và làm lố tầm nhìn. Vì thế thì chiêu hai anh em có thể đó là sử dụng để có thể là bỏ vào các bụi cỏ, các địa điểm mà tướng địch gọi là di chuyển để gọi là đối phương dầm phải thì làm lố tầm nhìn ấy. Bên cạnh đó thì gây sát thương. Và khi mục tiêu vào dầm phải thì giúp đó là xeo cá búp thêm một lớp dập ảo nữa anh em ạ. Còn về chiêu cuối thì anh em dừng pháo lên và xả sát thương thôi, trong vùng đó là ảnh hưởng. Đó, đơn giản nói về chiêu thức thì khá là đơn giản dành cho đó là vị tướng xeo cá. Mấu chốt vẫn đó là anh em gọi là thứ nhất gọi là đặt đó là chiêu hai một cách hợp lý, thứ hai nữa là dừng chiêu cuối. Pha này thì mình phải dừng chiêu cuối luôn này, xả sát thương một phát này, dừng chiêu cuối phát và anh em thấy thì Alistair của tém địch lui về liền. Đám của Alistair thì đến từ đó là những cú dừng của chiêu cuối và các đòn đánh tiếp theo. Càng bắn thì số 3 Alistair sẽ đó là đám càng to và tỷ lệ chỉ mang càng lớn, đó là đến từ nội tài của vị tướng xeo ca này. Hiện tại bây giờ thì đang bị ép anh em ạ. Thế trận hiện tại thì đang không tốt đó là dành cho team bên mình. Khi mà 4-12 và anh em thấy thì 4 màng đều là mình ngắn cả, còn team bên mình chắn được màng nào. Kèo đối đầu giữa Tara và Triều Vấn đó là team bên mình thì Triều Vấn mà chơi phải hay ổn thì khi đó mới ăn lại Tara và phải lên đao túi hôn nữa. Có giao tranh đường giữa và heo team địch tốc biến ăn lên ăn được mình team mình, nhưng mà cũng bị mình tiền lên bảng điểm số. Na băng vào mình tốc biến lùi về. Tara của team địch thổi lên bot 55 anh em ạ. Team bên mình mấy người kia chán được màng nào luôn. Team bên bàn thì mất đúng rồi, kiểu team bên mình sống và đánh yếu đấy nhá. Yếu thế, hơi yếu tay anh em ạ. Ông em thấy kiểu anh em chơi yếu mà mình cũng đã lấy gọi là nick rank thấp thấp đấy ạ. Rồi pha này thì dừng chiêu cuối này, xả thương đến bảng điểm số 1 người này, 2 người này, chơi luôn này, 3 người này. Chúc mừng kêu anh em ạ. May quá. Nói chung một pha phản công thì cũng khá là tốt. Được, nói chung thì cứ từ từ tỉ xíu nữa xéo cá có đồ thì mình lo được nhá. Đầu trận thì con tướng này đang rất yếu, bắn rất ra đam nhiều lắm, nhưng mà giai đoạn về sau dừng pháo lên á thì sản phẩm thứ sẽ rất khỏe. Nên anh em cứ bình tĩnh, cứ từ từ thôi, cho gọi là đối thủ xem thương các kiểu đã. Rồi sau đó thì sẽ đó là bắt sóc, tất nhiên thì cũng hơi khó này. Với thế trận mà kiểu rất cần đó là nhiều lượng sát thương của mình thì sẽ cũng hơi khoái. Hy vọng là giai đoạn về sau thì team mình sẽ chơi ổn và tốt hơn tí nữa. Còn đội hình của team mình thì không xấu nhá, ở giai đoạn về sau cái lượng sát thương cũng rất tốt đấy. Và đồ chống chịu thì nói chung đồ khống chịu thì không phải là nhiều, nhưng mà đồ khống chế thì nhiều. Hôm nay ta ra team địch bật thân thể thẹp lên. Này thì kính thường là bột 1, 2, 3, 4. Anh em thấy 4 người dồn đám một lúc 6 mới có thể ăn được ta ra. Nếu mà không có mình thì mình nghĩ là rất khó. Ta ra của team địch bảo đống. Rồi bây giờ thì mình sẽ biến về anh em ạ. Bởi vì thế lính ở khu đường giữa thì đang lên rất cao, phải về khống chế ở mặt đường lính số cấp. Bởi vì Na team bên bàn thì đang đẩy lẻ nữa. Cách chơi của vị tướng xeo cá thì đơn giản thôi. Thứ nhất là anh em cần lưu ý cho mình hai điểm, đó là dừng chiêu cuối ở khoảng cách hợp lý để có thể xả sát thương vào tướng địch. Rồi, pha này thì xả sát thương này, một người lên bảng điểm số này, đuổi theo luôn này, chơi luôn này. Ui, pha này thì dừng chiêu cuối này, kết hợp thêm tốc biến này. Thì với đó là xéo cá thì khi dừng chiêu cuối thì anh em cũng có thể gọi là lượt thêm được một đoàn. Nhưng mà thực tế thì nhiều khi đó là do cái trước ấy, kiểu là xéo cá chỉ đó là sử dụng chiêu cuối thì đừng yên một chỗ luôn. Nếu là nhiều khi cũng chưa quen lắm ấy.
Nói chung mình thì cũng khá là lâu rồi mới quay trở lại. Còn bây giờ chiều cuối thì giúp cho là sao cát sạch cỡ đồng hơn một tí, nhưng mà cũng không đáng kể anh nhá. Nói chung cũng được thôi, tạm ổn chứ cũng không phải là quá là khỏe. Đó là về chất tưởng, đó là xeo ca thôi, không có gì đó là khó đối với vị tưởng này cả. Mấu chốt vẫn là anh em sử dụng chiêu cuối làm sao cái góc gọi là cho hợp lý là được, để có thể là tưởng đi không đụng được vào anh em. Còn nếu mà anh em không hợp lý phạt thì tưởng đi rất là dễ bắt đấy, bởi vì khi dừng chiêu cuối anh em phải đứng yên một chỗ. Rồi bây giờ thì ta ra tên đi sử dụng đó là đập tàn lao vào bụi cỏ, vì đó là tên mình xả đám mình bật đó là chiêu cuối liên bắn xả đam xả đam. Chiêu cuối mà tem địch tụ tập đồng thì anh em thấy thì rất là thích vật tripper cứu lần thứ hai xanh chó đó là xéo cá. Điều thuyền tem mình chặt máy Tara bảo thì đó là một ô, bởi vì Tara thì vừa mới sử dụng chiêu một lao vào và đây bốn người của tem mình núp trong bụi cỏ và tiền là Tara lên bảng điểm số. Bây giờ có lợi thế rồi thì sẽ dễ dàng hơn. Điểm mạnh của xeo cá nữa đó là khả năng công trù anh em ạ. Với đó là chiếc cuối thì anh em dừng thì bắn trù cực kỳ là dễ dàng luôn. Tâm rất chất xá nên anh em cũng không sợ tưởng địch có thể đẹp được đam lính. Tất nhiên thì anh em chơi xeo cá thì anh em cũng cần lưu ý dầu sao vì tưởng này cũng là một xà thủ máu giấy và kèm cỡ đồng, nên anh em phải giữ vị trí để được xà được sát thương. Anh em thấy mình luôn luôn đứng phía sau này, sạt hướng, lùi tém đi lùi lại này, ăn được một người. Alistair vừa mới lao lên rồi lại lùi lại thì lại bị mình sạt thật thứ. Và tiền Alistair lên bảng điểm số khoảng cách đó là rất là xa anh em nhá. Nói chung với cái chiêu cuối điểm bản kính của anh em thì đối phương ở sáu trụ thì vẫn có thể đó là bị mình tiền lên bảng điểm số. Đây pha này thì mình có chiêu cuối này, kết hợp thêm đó là cái cúng nữa và anh em thấy thì lúc này thì chỉ đó là khoảng phân 3 lượng máu, bây giờ đây cây máu rồi. Rồi pha này thì chơi luôn này và tiền luôn Carisi lên bảng điểm số. Triple kill lần thứ 3. Và chắc chắn thì cái trù này sẽ thuộc về team bên mình rồi. Alistair tem đích sử dụng ngục tu bình hằng. Gặp mình dùng chiêu cuối luôn và khi rừng dùng chiêu cuối thì anh em vẫn có thể sử dụng được chiêu hái để gai min nữa nha. Anh em lưu ý. Rồi đó là về chất tưởng, đó là xeo cá mà mình phân tích cho anh em. Còn về phần trang bị thì mình sẽ lên đó là build đồ theo thiên hướng đám thôi. Đầu tiên thì dây dùng một tăng tốc đánh, thứ hai thứ ba thì hai món đồ chỉ mang thành kiếm và song đao bảo táp. Thứ tư thì sẽ lên đó là cái diệt thân cung xuyên giáp bắn tánh cho nó đau hơn. Thứ năm thì sẽ lên đó là cung ta ma hút máu và cuối cùng đó là giáp hồ mình để đảm bảo an toàn. Và điều thuyền tại mình bảo tem bàn máy trận đấu này thì nói chung gánh được, hiện tại thì bây giờ mình vẫn đang gánh được anh em ạ. Nhưng mà giai đoạn với 6 thì không biết nhé, bởi vì đội hình của tem bên bàn thì cũng khá là khó chịu ấy. Và này thì lùng thêm màng của Tara này này, chứ hiện tại thì thế trận thì đang thuộc về team bên mình. Phù hiệu thì mình sẽ sử dụng luyện kiếm để tích lũy cái lượng vàng tốt hơn dành cho xeo cát. Với bảng ngọc thì bảng ngọc sát thương chỉ mang thôi, ngọc đỏ tỷ lệ chỉ mang và sát thương chỉ mang đó là 10 viên, ngọc tím thì 6 viên tốc đánh tốc chạy, 4 viên hút máu và ngọc xanh công vật lý và xếp giáp. Bây giờ dừng chiêu cuối này một phát, ui anh em thấy chưa, phản phát nào gọi là đau phát đó. Ở thì tấn công như thế này thì xeo cá phải rất khỏe. Triple kill lần thứ tư, ui ăn đôi triple kill anh em ạ. Rất tiếc là chưa được đó là cái quá đa kill nào cả. Rồi bây giờ lấy luôn đó là cái trụ ép luôn này, dừng chiêu cuối này, xả thật thương này, xả thật thương này, ná tay bên bàn lao ra lên lui về này, bắn ta ra này, ta ra này, ta ra này, ta ra này, ta ra còn một tí máu còn lui về được. Ok pha này thì ná thì cuối trận yếu quá, làm phạt bộc thời rồi. Ta ra pha này, này thì ta ra, này thì ta ra này, lên bảng điểm số. Dừng luôn rồi lấy chiêu cuối, sạt thật thương, sạt thật thương, sạt thật thương, vào trụ, 2205. Và trận đấu đó là kết thúc. Đấu này thì nói chung anh em thấy thì xéo cá đó là vẫn ló được. Một chất tưởng đó là cũng có thể gánh tím tốt ở giá đoàn đó là về 6, còn đầu trận thì sẽ hơi hạn chế một tí. Nói chung ở mức rank này thì cũng đáng khá là đơn giản, nên là một trận đấu win dành cho em. Và có lẽ là mình sẽ làm thêm rồi là với đứa em trận nữa.
rồi sau đó là đi ăn thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip nhé. Bye bye.